Tôi Liêm xin kính chào quý khán giả, quý bà con đang đến với chương trình Thời tiết và Nông vụ nửa cuối tháng 7 năm 2022. Chương trình được phát sóng định kỳ vào đầu và giữa tháng để cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến thời tiết cũng như những dự báo nông vụ cho bà con mình. Đặc biệt trong nửa cuối tháng 7 này sẽ có những thông tin vô cùng quan trọng cần lưu ý. Những ngày vừa qua, mưa phổ biến ở hầu hết các tỉnh khu vực Nam Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo dông và lốc. Hiện nay thì do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam thổi mạnh, kèm theo vị trí là rìa phía Nam của dải hội tụ nhiệt đới, nên các tỉnh Nam Bộ trời vẫn còn nhiều mây và mưa trên diện rộng từ đây cho đến cuối tuần. Thời gian mưa tập trung vào lúc trưa, chiều và tối. Nhiệt độ ban ngày dao động từ 30 đến 32 độ C, ban đêm thấp hơn là từ 23 đến 26 độ C. Bà con thân mến, một tin vui được ghi nhận từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vào đầu tuần sau, tức là khoảng ngày 18 đến 20 tháng 7, dải hội tụ nhiệt đới sẽ có cường độ suy yếu dần. Liên tiếp đó là các thông tin như là vùng thấp tiếp tục di chuyển sang phía Tây và tan dần. Sự hội tụ gió và gió mùa Tây Nam cũng giảm cường độ, nên một số tỉnh ở khu vực miền Đông và miền Tây sẽ giảm mưa. Nhiệt độ ban ngày tăng trở lại trên nền từ 32 đến 34 độ C, ban đêm từ 24 đến 27 độ C. Mực nước ở đồng bằng sông Cửu Long được ghi nhận là biến đổi theo triều, tuy nhiên do trời vẫn còn mưa kéo dài nên sẽ gây ngập cục bộ ở một số nơi. Thưa bà con, nếu như không có gì thay đổi thì từ đây cho đến ngày 23 tháng 7, tiết trời sẽ nóng trở lại bởi vì chúng ta sẽ bước vào tiết khí đại thử. Sau tiết khí tiểu thử thì đây mới chính là thời điểm cam go và cảm nhận rõ ràng nhất thời tiết của mùa hè. Trong thời gian diễn ra tiết khí này, nền nhiệt độ tăng cao gây ra tình trạng nóng bức, không khí trở nên ngột ngạt và vô cùng khó chịu. Dân gian có câu tiểu thử mưa như ngân, đại thử thì mưa như kim. Nếu trong tiết khí đại thử mà mưa dầm thì năm đó chắc chắn mưa nhiều. Mưa đi kèm theo sấm chớp và khá nguy hiểm nên là bà con mình cần chú ý hơn khi đi thăm ruộng thăm vườn nhé. Tuy vậy, trong tiết khí đại thử vẫn sẽ có những ngày nắng. Tôi liền hy vọng những khoảng nắng này có thể kéo dài để bà con mình canh tác được thuận lợi hơn. Kính thưa quý khán giả, bao quát lại thời tiết sắp tới thì trời vẫn sẽ có mưa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mưa đến làm xua tan đi cái nóng ở thời kỳ trước, không khí trở nên dịu mát hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, trong canh tác, mưa cũng đem lại nhiều điều tích cực. Điển hình như là các trà lúa thu đông sớm gặp mưa như mở cờ trong bụng, lúa tốt lại giảm được một ít phần ure dưới gốc. Hay những trà lúa bị nhiễm rầy phấn, nhờ mưa cũng đã giảm đi phần nào sự tấn công của chúng. Thế nhưng, nếu như mưa cứ lớn và liên tục như hiện tại, sẽ gây không ít khó khăn cho bà con mình. Những loài dịch hại từ đó phát sinh nhiều hơn và cách quản lý của chúng cũng trở nên nan giải. Sau đây sẽ là những vấn đề nông vụ cần lưu ý và giải pháp cải thiện ruộng vườn sau mưa bà con mình nhé. Ông bà ta có câu nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. Nhờ mưa nên lượng đạm tự nhiên được cây tận dụng triệt để hơn. Tuy nhiên, nếu giai đoạn này chúng ta chủ quan, bón phân không cân đối, sẽ dễ thu hút nấm khuẩn và sâu hại tấn công. Trên lá, đối tượng cần lưu ý đầu tiên phải kể đến đó chính là đào ôn ở các trà lúa đẻ nhánh đến làm đồng. Lợi dụng những ngày mưa bão, nấm bệnh xâm nhập và lây lan rất nhanh gây sụp mặt. Đối tượng quan trọng thứ hai chính là vi khuẩn gây cháy bì lá trên các trà lúa trổ chính. Điều kiện mưa kèm theo dông lốc khiến cho các lá lúa ma sát vào nhau, tạo nên vết thương. Việc này giống như là đang dọn đường cho vi khuẩn xâm nhập vào bên trong lá. Mưa càng lâu và kéo dài thì chúng càng lấn sâu khiến cho vết bệnh càng lớn. Nặng nhất là lá lúa bị cháy khô, quang hợp và vào gạo kém. Do đó bà con mình nên chọn những chế phẩm dạng sinh học như là khuẩn ABN để cây có thể hấp thu dễ dàng và quản lý bệnh triệt để hơn. Đó là hai loại bệnh trên lá cần lưu ý nhất trong giai đoạn này, chuyển sang các vấn đề trên hạt. Thưa quý bà con, đa số các trà lúa hè thu chính vụ hiện nay đang bước vào giai đoạn trổ đến chín. Lem lép hạt chính là nỗi lo ngại lớn nhất, không chỉ làm giảm năng suất mà phẩm chất cũng bị giảm theo đáng kể. Tiếp theo thì không cần nói cũng sẽ biết, đó chính là bị thương lái cò kè bớt giá. Lép vàng là đối tượng tác động trực tiếp đến năng suất, một khi đã bị chúng xâm nhập thì chỉ có từ thiệt hại đến thiệt hại nhiều. Tuy nhiên, việc nắm được cơ chế tấn công của vi khuẩn là lúc lúa đang trổ thì việc phòng ngừa sẽ dễ dàng hơn. Đối với vi khuẩn lép vàng thì chỉ có cách phun phòng vào giai đoạn trổ thì khả năng bảo toàn năng suất mới cao. Bên cạnh việc kết hợp các hoạt chất trị vi khuẩn thì việc kích cho lúa trổ nhanh, trổ thoát cũng là một bí quyết để hạn chế tác động của vi khuẩn lên bông lúa. Tôi Liêm xin đề xuất công thức phun xịt cho hai cửa trổ như sau. Happy Gold kết hợp với khuẩn IBN và Supercat. Công thức này vừa đảm bảo quản lý được nấm và vi khuẩn, vừa kích trổ vào gạo nhanh luôn bà con mình nhé. Bà con thân mến, việc xác định dịch hại và các hoạt chất phun xịt đã xong. Tuy nhiên, còn một vấn đề khá nan giải, đó là làm sao để bảo toàn lượng thuốc phun trong điều kiện mưa dầm liên tục như thế này. Một số trường hợp bà con đã quyết định bỏ cử vì biết có phun thì cũng bị mưa rửa trôi đi mất.
vừa tốn tiền lại kém hiệu quả. Bà con nên lưu ý là đối với sâu hại thì chúng ta có thể bỏ qua, nhưng đối với các loại nấm khuẩn gây bệnh, đặc biệt là cửu phùng lúc trổ là không thể bỏ qua bà con mình nhé. Sẵn đây Tú Liêm xin bật mí một bí quyết để chống rửa trôi thuốc khi gặp mưa, đó chính là kết hợp thêm chất thấm sâu 30 giây. Với chất thấm sâu, bà con có thể an tâm mà phun xịt trong giai đoạn này. Thí nghiệm đã được kỹ sư Ngô Trọng Hiếu truyền tải đến bà con trong video clip trên kênh YouTube An Phát Nông. Nhắc về thấm sâu 30 giây thì không thể bỏ quên công lao của chế phẩm này trong việc ra quân dập dịch rạy phấn trắng vừa qua. Thấm sâu 30 giây đã phá tan lớp giáp bảo vệ của rạy phấn để dọn đường cho Merino diệt sạch cả con trưởng thành, ấu trùng lẫn trứng của chúng. Sự kết hợp của hai chế phẩm này như ba mũi giáp công đánh sạch bọn rạy phấn ở nhiều nơi. Bà con thân mến, chặng đường cuối của vụ hè thu 2022 rơi vào giai đoạn thời tiết mưa bão. Các trà lúa làm đồng sắp trổ ngập đến nửa thân cây lúa. Tranh thủ những khoảng nắng sắp tới, bà con hãy tranh thủ rút nước phun ngay chất điều hòa sinh trưởng Supercat để tăng cường lực cho cây, hỗ trợ cho cây lúa phục hồi sau khoảng thời gian ngập sâu trong nước hơn một tuần qua nhé. Không chỉ riêng các trà lúa hè thu mà các trà lúa thu đông sớm từ 10 đến 20 ngày sau xạ cũng bị ngập lúc đợt. Tú Liêm xin lưu ý rằng khi nắng về, bà con đừng vội tháo cạn nước, hãy giữ lại mực nước phân nửa thân cây lúa để giữ chân, sau đó tiến hành phun Argon 620 kết hợp với trụ thép giúp lúa cứng cáp. Sau vài ngày hãy rút nước hoàn toàn để bón phân trên nền ẩm. Như vậy lúa sẽ nhanh phục hồi và đẻ nhánh tốt hơn. Lợi dụng giai đoạn mưa ngập, trời râm mát như hiện tại, sâu phao thừa thế tấn công trên các trà lúa từ đẻ nhánh đến làm đồng. Do đó bà con có ruộng trong giai đoạn này cần chú ý thăm đồng để phát hiện kịp thời và có biện pháp quản lý. Chuyển sang tình hình canh tác cây ăn trái, nổi trội nhất trong giai đoạn này chính là cây sầu riêng. Những cơn mưa vừa qua cũng khiến cho nhà nông tất bật hơn để tranh thủ rút nước cho các vườn sầu riêng đang tạo mầm. Rõ ràng việc xử lý ra hoa nghịch mùa trong giai đoạn này là vô cùng khó khăn khi thời tiết được dự báo mưa kéo dài. Những vườn sầu riêng có ý định xiết nước tạo mầm trong giai đoạn này, Tú Liêm khuyến cáo bà con mình nên đợi khoảng một tuần nữa có nắng và mưa giảm sẽ tiến hành dễ dàng hơn. Các bệnh thường gặp trên cây sầu riêng như là vàng lá thối rễ, tháng thư chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này để gây tổn hại ít nhiều cho các vườn sầu riêng. Rải vôi xung quanh vườn, quanh gốc là điều đầu tiên cần làm. Sau đó sử dụng các chế phẩm như là Argon 620, Green Super để quản lý bệnh do nấm trên lá và thân. Một điều không thể thiếu khi phun xịt trong giai đoạn này chính là chất thấm sâu 30 giây bà con mình nhé. Đó là những bước cải thiện trong giai đoạn mưa. Sau khi mưa dứt, nhất thiết phải dọn sạch các tàn dư của lá, thân, cành và cỏ quanh gốc để tránh tạo điều kiện trú ngụ cho các loại nấm khuẩn có hại. Hiện nay Tú Liêm có nghe một thông tin, đó là việc đàm phán xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối. Hy vọng mọi việc đều thuận lợi sẽ tạo cơ hội mới về đầu ra cho những vườn sầu riêng của bà con mình. Một loại cây ăn trái cũng có giá trị kinh tế cao đó chính là thanh nhãn. Tuy nhiên thanh nhãn lại rất nhạy cảm với nước và dinh dưỡng, dễ sốc, rụng hoa, rụng trái non. Hiện nay với giải pháp Unicaca đã giúp được rất nhiều vườn thanh nhãn, giúp cuốn dẻo dai hơn, giữ hoa, giữ trái. Bên cạnh đó chế phẩm còn chứa nấm Ricodepa giúp tiêu diệt các loại nấm bệnh khác, rất thích hợp sử dụng trong mùa mưa này. Na Thái hiện nay cũng đang trong giai đoạn nuôi trái. Giải pháp giúp cho trái na lớn nhanh, phát triển cân đối, bà con mình có thể tham khảo qua chế phẩm Gaba sữa kết hợp với Nutriactive Tây Ban Nha. Với các chất điều hòa sinh trưởng như là gibberellin, cytokinin và dinh dưỡng amino acid không cần qua quá trình chuyển hóa, được cây hấp thu và vận chuyển trực tiếp đến trái, rút ngắn thời gian nên trái lớn nhanh và cân đối. Chúc bà con thành công! Liên tiếp về chuỗi khắc phục tình hình do mưa bão những ngày vừa qua thì các vườn rau màu cũng cần phải tiêu thoát nước nhanh. Khả năng chịu ngập úng của rau màu rất kém, nhất là các loại rau họ thập tự như là cải xanh, cải thìa. Bên cạnh đó, cần tạo thêm các dàn che chắn vì sắp tới trong tiết thí đại thử sẽ không tránh khỏi những trận mưa lớn và dông lốc bà con mình nhé. Một tin vui trên rau màu đó chính là giá ớt đang ở mức ổn định và có khả năng tăng cao. Vì thế bà con mình nên chú ý chăm chút để giữ sản lượng cũng như chất lượng trái ớt để đạt giá trị kinh tế cao nhất. Giai đoạn trái sắp thu hoạch nên phòng ngừa tháng thư bằng Downy Rust, thời gian cách ly là 7 ngày trước thu hoạch. Bà con thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời tiết và nông vụ nửa cuối tháng 7 năm 2022. Và trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu thông tin mới nhanh chóng cho bà con mình, thì chương trình sẽ có sự thay đổi về lịch phát sóng. Từ 2 tuần một lần chuyển sang mỗi tuần một lần, Tú Liêm hy vọng sẽ được sự đón nhận từ bà con mình. Xin chúc cho thời tiết giai đoạn tới thuận lợi hơn để bà con mình an tâm canh tác. Xin kính chào và hẹn gặp lại.